mắt cô dâu nhìn xuống vai. Đúng rồi, để hôn tóc cô dâu nè. Hôn cái tóc, à, đó. Ok, rồi hai tôi mail bà xã luôn nữa rồi. Tóc mail không bơm bụng. Không nè. Ok, rồi bà nhìn đây cái cửa. Ok, cô dâu sẽ mặt nhẹ một xíu, cười nhẹ lại xíu nhìn cái cửa nha. Đẹp cơ tươi. Đấy, qua. Rồi, để đi xa xa cô dâu một bước. Rồi, đưa tay, nắm tay cô dâu đi rồi. Nhưng mà đưa tay cho bạn nắm nè. Rồi, hai bạn nhìn nhau nè. Ta để xe lưng. Đấy, đẹp đó. Đấy, qua. Không nên tao là xã đi rồi. Ok, đẹp. Rồi, lấy cái dù ra ngoài Thanh. Chú Rệ đứng tạm đây ha. Chị dù cô dâu một cái ha. Kiến không? Kiến, à quên chú Rệ. Giờ một cái nữa chú Rệ. Đang có kiến vậy vui vui xíu nha. Kiến nữa thôi. Làm rồi xoay qua chú rể đi vô ơi, xin người qua, xin người qua đưa tay nè, đưa tay chú rể cho bói nè, đó, bói nha, hôm nay lấy chồng chắc luôn nè, chỉ cho cái tay, chỉ cái tay, đó, nhìn nhau này, mắt nhìn nhau nè, nhìn nhau, bây giờ lấy tay chỉ kiếm chú rể nè, vợ vợ kiếm chú rể là, vợ kiếm anh, vợ lên luôn, à đó nhìn chú rể cười, thầy bói giờ nắm tay, rồi. Ok rồi, hôn cái tay của nhau luôn rể rồi hôn luôn. Rồi rồi đẩy qua đây hai ta cô dâu em dựng mấn hai bên dựng mấn là dựng chính nha. Đấy. Hai ta đẩy nghe eo nha đây xoay ta nè tại sao dựng mấn rồi một ta đẩy nha. Rồi chú rể vào vào chú rể cái bây giờ ngồi ghế đi ha sắp xong rồi rồi ấy chưa các bạn để sửa cái tay áo này sửa tay áo đó đúng rồi anh nói rồi nè chú rể mới đúng rồi đúng chính rồi đấy đó rồi giờ đo thiệt nè.